Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình. Thì các bạn ạ, ngày hôm nay thì mình trời hôm nay mùa hè khá là nắng, nên là mình không thể quay trực tiếp ngoài kia được. Thì mình có lấy một chút lá chuối vào đây. Thì chúng ta trong hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm lá chuối này, cái lá chuối này rất là ra. Hôm nay mình tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm túi xách bằng cái lá chuối. Thì nó khá đơn giản rồi. Thì ngày hôm nay đây, thì mình đã lấy một lá chuối vào đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ đua nhá. Mình thích làm to hay làm nhỏ thôi. Đây, tôi sẽ làm vừa vừa thôi. Đấy, mình sẽ ướp làm sao cho nó thật là vừa. Đấy, mình sẽ lấy một cái đoạn này. Đấy. Và sau đó thì như nào? Sau đó thì mình lại tiếp tục mình làm ướm ở đây. Đấy, mình tiếp tục. Đấy. Thì mình thấy là nó đang hơi bị lệch một chút. Đấy, hơi bị lệch một chút. Mình sẽ xé đoạn này ra. Đấy, ổn lệch một chút. Nào. Đấy, bạn thấy chưa? Đấy, thì cái lá chuối này thì nói chung là hắn không với hình ấy nên là không thể bằng nhau được. Và mình sẽ cắt. Cắt đây. Đấy. Mình cắt đây. Đấy. Mình sẽ cắt hai đầu bằng nhau nhé. Đấy. Thì như các bạn đã biết đây. Đây, hai đầu bằng nhau này. Thì sau đó thì mình sẽ đặt cái lá này đặt kiểu bằng nhau này. Đây. Đấy. Đây, mình sẽ gấp cuốn tròn cái này nhá, cuốn tròn quanh nhá. Đấy. Cuốn tròn quanh như này. Đây, mình sẽ chỉnh làm sao cho nó thật là thẳng đấy. Tiếp theo là mình cũng cái này cũng thế. Cuốn tròn quanh. Đấy. Thì đây, chúng mình như đây, chúng mình đã được rồi. Đấy. Thì sau đó thì cũng có lỗ này này. Vẫn theo. Đấy, thì mình sẽ chỉnh làm sao mà cho nó thật là bằng nhá. Đây, như mình đây. Đây, mình góc cái này vào. Đấy, góc này vào. Và nó đang hơi bị lệch ấy. Thì mình có thể mình chỉnh lại nhá. Đấy, chỉnh làm sao cho nó bằng các bạn nhá. Cứ bằng là được thôi. Đấy, và sau đó thì mình sẽ đút cái này vào đây. Và có cái lỗ này nè. Đấy, lỗ mình đã làm rồi, đút vào đây. Đấy. Đấy, nhưng mình đã làm hơi rách rách tí rồi. Nhưng mà các bạn qua đây thì các bạn có thể học được cái cách này rất khá là thú vị các bạn ạ. Đấy, thì như này đây. Đấy. Mình làm sao mình cho nó vào đây cho nó thật là vừa nhỉ. Đấy. Đấy, thấy không? Đấy, và sau đó thì cái này mình sẽ cho nó vào cái lòng lỗ này. Đấy, cứ làm sao cho nó thật là vừa nhá. Đấy, như thế này là có vừa rồi. Đấy. Thì làm cái này nó khá là đơn giản nhưng mà phải khéo tay các bạn ạ. Đấy. Đó. Đấy. Đấy. Còn đây không? Đấy. Mình sẽ mít làm sao cho thật là ấy. Đấy. Nhưng vậy thế là mình đã hoàn thành xong. Hoàn thành xong gọi là cái phần thi của mình rồi. Đấy, bạn thấy không? Đấy, mình đã được một cái túi xách. Đấy, đây, cái lỗ này. Nào, bỏ đồ vào đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm cái dây nhé. Làm sao mà được cái dây nhé. Bây giờ mình sẽ làm cái dây cho bạn xem. Đấy, thì như đây. Đây các bạn. Đây, như thế là mình đã làm được một cái túi xách bằng cái túi mà túi nam mình đây, để bằng lá chuối. Đấy, thì khá là đơn giản các bạn ạ. Đấy, thì trong video này thì mình giới thiệu cho các bạn cái cách làm và hướng dẫn các bạn cách làm rồi. Các bạn có thể về sử dụng ngay, làm ngay cho mình được một cái túi xách như thế này.
đấy, bạn là con gái nhà mình đấy. Thì qua video này thì mình có một chút kinh nghiệm giới thiệu cho các bạn, thế mình xin phép được tạm dừng video tại đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.